Not okay. Wow. I had a terrible dream last night. Oh, you see, I was beating like crazy, like a criminal. Huh? Really? I've been speaking Vietnamese. Really? Oh my god. Đứng đâu ta? Mỹ này nó lâu dữ vậy trời. Trời ơi. À. Hay quá ha. Cà phê không có được luôn. Tao đợi mày nãy giờ luôn á, giờ mày mới tới. Cái gì? Tao nằm nhà sáng giờ tao có thấy mày còn còn gọi nhỏ. Ủa tao có nhắn tin mày mà. Hay quá, mày không coi điện thoại đúng không? Mày uống gì? Uống gì cũng được. Gì cũng được, mày lúc nào cũng gì cũng được hết á. Uống nước cống ha. Thôi cho tao ly cà phê sữa đi. Ly cà phê sữa em ơi. Gì vậy? Quà cho tao hả? Ngáo rồi, ngáo rồi. Tỉnh về bi cho nó tỉnh. Tưởng đâu có quà rồi cho tao. Bây giờ Sài Gòn đang mùa mưa mà. Nóng thấy mồ. Mày hút thuốc dữ mày. Nãy giờ ngáo quá. Để con cái gì không được đâu. They smoke too much, see? Not good. Not good. Not good. Yeah. Trời ơi, hút 5 năm nay rồi có bị cái gì đâu. Thuốc nè. No, don't smoke. You don't smoke it? No. Không hút. No, I don't. Sao vậy? À, ở Việt Nam mình á, là người ta nói á, không hút thuốc á, là giống như là mang cuốc mà không có quai nha. You say, when you drink coffee, you must smoke it. See, smoking is not good for your health, I'm telling you now. I used to smoke a lot before, you know? Hello? Yeah. In my place, I smoke everything. Cigarettes, the like this one, the small cigarettes, and there's the pipe, the long one. We used to smoke. We smoke everything, even before. Ibo, weed. I smoked before, but now I don't smoke anymore, so I stopped. Say what? Nói là ở bên Africa là ông hút thuốc thôi chứ không hút thuốc nhiều, hút xì gà rồi đủ thứ hết á. Lớp mất mà xạo à. Phải không đó, cái gì cũng biết hút được xạo nha. But now, see, now I don't smoke anymore. Dạ, hút thuốc Lào không? Yeah. He say, you try and thuốc Lào. Thuốc Lào. Thuốc Lào là một cái đặc sản của miền Bắc Việt Nam á. Đúng rồi. Dám thử không? Trying thuốc Lào in Việt Nam. See, you don't dare me, I'm telling you now. You don't dare me because you don't know me. I smoke everything before. Everything smokable, I smoke. Dám thử không? People don't believe you. You don't believe me? Yeah. Okay, so what do we bet? Mày sẽ làm gì? Mày phải làm gì? Mày mới thách được ổng chứ. À, bây giờ đúng không? Ổng mà dám hút thuốc Lào á, tao bỏ thuốc luôn á, thuốc lá luôn. Yeah. You say if you can try thuốc Lào. Yeah.
He stop smoking, stop everything and... Are you sure? Phải chắc chưa? Agree. Are you sure? No. Trust me, I'll do whatever I say. Thôi ông nhắm thử không? Thử, tao nhắc đi thử luôn. Thì đó, bây giờ ông nói đó, bây giờ chỉ cần mày bỏ thuốc thôi, ông hút cái gì cũng được. Okay. Sure. Okay. You don't scare? No, deal. Deal. I agree. I go. Scare what? What is scare? I smoke. You don't. I smoke everything. Anything. I smoke, but I stop. Now you damn me because I started smoking. I'm sorry. Nothing. I smoke. You guys don't know me. So many things like that. Thú giọng là bình thường. Này không thành vấn đề đâu. Nothing. This is very is what are you saying? This is like the normal cigar we smoke in Africa. You guys don't know me. I smoked so many things before. So I smoked so many things. Yeah. Chuyện là ông có thuốc thường xuyên ở quê hương ông rồi, ông có lo. What? This is very easy. Smoke. I smoke cigar, smoke pipe. I smoke everything. This one. You want to try me? I don't want to smoke because I don't want to smoke anymore. Not because see this head. See this head. I smoke everything. But I stop. Bằng đâu?
A few moments later. Hey, you okay? Run.